Xin chào tất cả mọi người. Như vậy là ngày hôm qua là ngày mùng 10 âm lịch đầu năm thì hai cha con chúng tôi đã khai xuân và đã vào rừng tìm được đào được hai cây. Và một cái góc này thì nó hơi nhỏ, nhưng mà có góc này thì nó rất là lớn. Đây thì góc cây này thì rất là lớn. Và theo như tôi phán đoán thì góc cây này thì năm nặng khoảng tầm 2 kg, có tuổi thọ khoảng tầm 50 đến có thể là hơn 100 năm tuổi. Tại vì đây là một loại cây dây leo mà nó đã già đến mức độ nó đã chết một cái phần góc này. Ở đây là nó đã bị chết đây. Và ở dưới này thì rễ đây thì nó đã già quá và nó đã chết mất ở phía dưới đáy, dưới đáy và ở bên hông. Thì hiện tại thì cây này thì nằm trong 7 vị thuốc của tôi, đó là loại thuốc chữa bệnh thật vì để đêm gai cột sống thoái hóa. Và đặc biệt cái loại cây này thì nó có tính là ôn hòa trong cả 7 vị 6 vị thuốc kia. Cây này là hỗ trợ điều trị và dạ dày, đau lưng và thanh lọc cơ thể. Thì nó có vị hơi đắng, đắng ngọt một tí, đắng nhưng mà có hơi vị đắng, nhìn nhìn đắng và ngọt. Thì hôm qua là hai cha con của tôi đã vào rừng và đã chặt được cây này. Thì bây giờ là tôi đang tiếp tục là lấy máy rửa xe là xịt sạch, và sau đó thì sẽ đưa ra thái nhỏ và phơi khô để phục vụ công tác đầu thuốc đầu năm. Đầu năm chúng tôi sẽ cho ra một lò mẻ thuốc và phục vụ các bạn trong công tác là chữa các loại bệnh trên.